Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng khám phá thủ đô Phnom Penh. Hiện tại là mình đang có mặt ở cái vòng xoay lớn, gọi là vòng xoay ngay gần tượng đài độc lập Independence Monument. Từ tượng đài độc lập chúng ta sẽ đi xe túc túc về đến gần cái khu chợ Shaoxi để khám phá khu chợ đêm ở đây. Xe túc túc là một phương tiện rất là phổ biến ở thủ đô Phnom Penh vì rất là tiện lợi và giá cả cũng rất là phải chăng. Một cuốc xe là khoảng chừng $3, tức là khoảng 12.000 tiền Cambodia. Còn nếu mà bạn thích đi chơi vào quanh thành phố thì khoảng $5, tức là 20.000 tiền Cambodia. Chợ đêm gần cái chợ Shaoxi này nằm ngay góc đường 107 và 182. Ở chung quanh khu chợ này thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam cũng như người gốc Hoa sinh sống ở đây. Đây là khu ẩm thực về đêm nằm trên con đường 182. Khoảng 6 giờ chiều thì bắt đầu họ căng lều, xếp bàn ghế, bắt đầu đẩy những cái xe thịt nướng và hủ tiếu, bún xào vân vân ra để bắt đầu bán cho du khách. Bây giờ mình dắt các bạn đi vào khu chợ đêm. Bên ngoài thì có nhiều xe túc túc như xe xích lô đang chờ du khách để đi vào tối. Chợ này thì ban ngày cũng sầm uất và đặc biệt là buổi tối cũng rất là đông. Người địa phương ở đây họ cũng đi chợ đêm và các nhà hàng cũng đi mua thức ăn để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Các cửa hàng ẩm thực về đêm ở đây là họ bán rất là nhiều
các loại đồ nướng như là cá nướng, cá xuyên que xong rồi họ nướng, rồi bán gà nướng, vịt quay, heo quay, xúc xích nướng vân vân. Đặc biệt là tại khu chợ này họ bán rất là nhiều heo quay, heo sữa quay nguyên con, bán nguyên con cũng bán và nếu mà bán ký họ cũng bán. Đây là một gian hàng bán bánh bông lan và bánh tét. Trái cây ở đây nhìn cũng các bạn có quýt, có đào, táo. Đây là những cửa hàng bán hoa tươi. Đây là một gian hàng bán quýt và nhãn. Quýt ở đây ngon lắm các bạn, ăn rất là ngọt và đậm đà, khoảng hơn $4 một ký. Ở Nông Binh thì một số các nhà hàng lớn, quán cà phê hoặc là những cái tiệm lớn thì họ cũng nhận tiền đô la, chẳng hạn như là $1, $5, $10, $20 thì họ cũng nhận nếu mà bạn không có đổi ra được tiền cam. Nhưng mà $2 là họ không lấy, không biết tại sao. Còn đổi từ tiền đô ra tiền Cambodia thì cứ $1 là khoảng 4.100 tiền Cambodia. Ở gần gần khu này có rất là nhiều các cửa tiệm đổi tiền. Khu chợ đêm này cũng rất là đông người đi mua các bạn. Du khách cũng có nhưng mà đa số là thấy là người dân địa phương đi mua thì nhiều. Có thể là ban ngày họ bận công việc hoặc là buôn bán bận rộn tối chiều nên họ mới đi chợ về để bữa ăn tối. Các hàng rau quả rất là tươi. Đi sâu vào trong chợ thì có thịt cá và bán luôn cả quần áo để các bạn, cũng giống như các chợ truyền thống ở bên Việt Nam mình, ở Sài Gòn.
là một cái tiệm bán hủ tiếu mì xào và hủ tiếu mì Nam Vang, bán vào buổi chiều tối các bạn. Một đĩa hủ tiếu hay là phở xào, thịt bò với rau cải thì khoảng 3 đô. Còn hủ tiếu mì Nam Vang, một tô hủ tiếu mì Nam Vang thì khoảng 2 đô.